Mở đầu cuộc gặp mặt trong không gian đậm chất văn hóa, hợp ca quê hương, dàn hợp xướng do kiều bào tại Pháp thành lập đã biểu diễn những ca khúc ngợi ca Tổ quốc và Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện truyền thống của một cộng đồng được chính Bác Hồ gây dựng cách đây hơn một nửa thế kỷ. Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, hội đoàn, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào và bạn bè Pháp cùng các cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã quyên góp được gần 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào trong nước. Trong không khí thân mật của buổi gặp, ân cần hỏi thăm bà con, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng, xúc động được gặp gỡ đại diện các hội đoàn kiều bào tại Pháp và đại diện Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên chủ chốt của cộng đồng Pháp ngữ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, cũng như sự tham gia tích cực có trách nhiệm của Việt Nam vào các hoạt động của cộng đồng Pháp ngữ nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung. Thông tin về chuyến thăm Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đây là chuyến thăm đầu tiên tới Pháp với tư cách Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, hướng tới việc nâng cấp quan hệ hai nước thời gian tới. Trong các cuộc hội đàm với lãnh đạo cấp cao Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Pháp tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng ta tại Pháp sinh sống, học tập và làm việc ổn định, tiếp tục hội nhập tích cực, đóng góp vào sự phát triển của sở tại và quan hệ hai nước. Thông tin về tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao đổi, giải đáp những kiến nghị đề xuất của bà con, đồng thời đề nghị các bộ ngành cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần kịp thời, thấu đáo và triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở Pháp nói riêng và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán tiếp tục làm tốt công tác cộng đồng và bảo hộ công dân nhằm hỗ trợ cộng đồng ổn định cuộc sống, hội nhập tốt vào xã hội sở tại, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc là cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đoàn viên chính thức nán lại sân khấu và sau đây. Tại buổi gặp mặt, các trí thức kiều bào đã chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất các ý kiến và gợi ý chính sách về các vấn đề như hợp tác đa phương, công nghệ trí tuệ nhân tạo, sáng lập doanh nghiệp, tăng trưởng và phát triển, những thách thức lớn trong phát triển Internet vạn vật để tạo ra tăng trưởng kinh tế, lợi ích chung của ứng dụng công nghệ blockchain trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Các trí thức kiều bào cũng kiến nghị với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về các vấn đề như kiến nghị chính phủ xem xét tăng cường hợp tác đa phương công nghệ và trí tuệ nhân tạo với các nước Francophone có điều kiện và nhu cầu tương tự như ở Việt Nam trong các ứng dụng như chẩn đoán y tế, bệnh án hồ sơ, quản lý nông nghiệp thông minh hay dự báo thời tiết và biến đổi khí hậu. Như cần có chính sách tích hợp giáo dục khởi nghiệp, chú trọng giáo dục khởi nghiệp cho các học sinh và sinh viên và cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa khối doanh nghiệp và khối đào tạo để các em có điều kiện thực hành những kiến thức đã học. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết có trách nhiệm với đất nước của các trí thức kiều bào tại buổi gặp, nhấn mạnh những đóng góp của đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài cho nước sở tại và quê hương Việt Nam là nguồn lực rất đáng quý. Chia sẻ với các đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên chủ chốt có trách nhiệm của cộng đồng Pháp ngữ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, cũng như sự tham gia tích cực có trách nhiệm của Việt Nam vào các hoạt động của cộng đồng Pháp ngữ nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi kiều bào tiếp tục phát huy tích cực vai trò cầu nối trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong cộng đồng Pháp ngữ, đem lại lợi ích thiết thực cho các bên, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của đất nước. Mong muốn trí thức kiều bào sẽ tiếp tục đem những thành tựu khoa học tiên tiến của thế giới về đất nước, đào tạo cho Việt Nam nhiều nhân tài hơn nữa. Doanh nhân kiều bào sẽ đem nhiều sản phẩm Việt Nam đến thị trường quốc tế hơn nữa, thúc đẩy chuyển cơ sở sản xuất về Việt Nam. Các văn nghệ sĩ góp phần bảo tồn và phát huy tiếng Việt trong không gian Pháp ngữ, bên cạnh tiếng Pháp góp phần thúc đẩy sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ. Trước đó, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 tại lâu đài Villa Contreras, chiều ngày 4 tháng 10 giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc ngắn với Tổng thống các nước Guinea-Bissau, Tổng thống Madagascar và Tổng thống Ghana. Tại cuộc gặp với Tổng thư ký Pháp ngữ Louis Musiki Wabu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, cũng như những đóng góp của cá nhân và Tổng thư ký trong việc thúc đẩy đoàn kết, hợp tác Pháp ngữ vì hòa bình, ổn định và phát triển. Trên tinh thần xây dựng, tin cậy và cởi mở, hai bên đã trao đổi về định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-cộng đồng Pháp ngữ
đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác về du lịch bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Pháp ngữ quan tâm thúc đẩy các mô hình hợp tác ba bên, hỗ trợ các nước châu Phi trong lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác Nam Nam, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, giảng dạy tiếng Pháp, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp bằng tiếng Pháp. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Pháp ngữ tiếp tục quan tâm, ủng hộ những nỗ lực của ASEAN đối với việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có Biển Đông. Nhất trí với ý kiến của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thư ký Pháp ngữ Louis Musky Wabo hoan nghênh việc Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ ở cấp cao nhất, nhấn mạnh Việt Nam là nhân tố không thể thiếu trong cộng đồng Pháp ngữ. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Canada. Việt Nam sẽ cùng Canada tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ này trên tất cả các lĩnh vực, trên cơ sở cùng có lợi, tin cậy lẫn nhau, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và quốc tế. Cảm ơn Canada đã dành 560.000 đô la Canada để hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của bão Yagi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi cấp cao và các cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế đối thoại song phương hiện có, khai thác tốt các cơ hội để hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng thực chất, hiệu quả. Nhất trí với các ý kiến của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về định hướng phát triển quan hệ hai nước, Thủ tướng Justin Trudeau khẳng định Canada coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện trên các lĩnh vực ưu tiên. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chuyển lời mời Thủ tướng Justin Trudeau thăm Việt Nam trong thời gian phù hợp. Thủ tướng Justin Trudeau vui vẻ nhận lời và bày tỏ mong muốn sớm sang thăm Việt Nam. Tại cuộc gặp với Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng, Bảo vệ dân sự và Thể thao Thụy Sĩ Viola Emhoff, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu phát triển vượt bậc của Thụy Sĩ trong thời gian qua, cảm ơn những tình cảm chân thành mà nhà nước và nhân dân Thụy Sĩ cũng như cá nhân bà Tổng thống dành cho Việt Nam. Cảm ơn Thụy Sĩ đã hỗ trợ Việt Nam 1 triệu franc và kịp thời gửi nhiều trang thiết bị, chuyên gia để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, các kênh nhằm tạo xung lực mới cho hợp tác song phương, nỗ lực kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu, tiếp tục nghiên cứu và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nhằm tạo thuận lợi cho việc nâng cao quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới vào thời điểm thích hợp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng 8.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Thụy Sĩ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của Thụy Sĩ và làm cầu nối tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác với Bỉ, một thành viên quan trọng của Liên minh châu Âu EU và cộng đồng Pháp ngữ, đề nghị Bỉ sớm hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU và ủng hộ việc EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, tăng cường hợp tác phát triển và hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, dịch vụ hậu cần, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, phát triển xanh, giáo dục đào tạo, giao lưu văn hóa. Nhất trí với ý kiến của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Alexander De Croo cho biết sẽ sớm khẳng định thời gian chuyến thăm Việt Nam của nhà vua và hoàng hậu Bỉ, bày tỏ mong muốn sớm sang thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Tại các cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại các vùng biển và đại dương, trong đó có Biển Đông, ủng hộ việc tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982.